Mình xin chào tất cả các bạn. Mình hiện đang có mặt tại trung tâm vườn hoa thành phố Đà Lạt. Thì hôm nay mình đi quay tổng thể ở cái vườn hoa này cho các bạn xem ở Đà Lạt có những loài hoa gì đẹp nha các bạn. Nói chung thì rất là nhiều hoa. Có một số hoa thì mình không biết tên, nhưng mình cứ quay cho các bạn xem cho vui. Hoa này màu tím nhìn rất là đẹp mà không biết phải đi ngay cái gì luôn. Trong này có một cái hồ được các bạn, nó trông đẹp. Mình quay tổng quan này cho các bạn xem, rồi các bạn ở xa các bạn có đi du lịch thì các bạn xem nhiều hơn nha các bạn. Vì mình nghĩ nó không toàn là hoa không à. Mấy cái hoa này thì mình nhìn quen mắt quá rồi, cũng biết quay cái hoa gì cho các bạn xem nữa. Có cái cây hoa gì thì mình quay cái hoa nấy thôi. Ủa, cái đập nước này nhìn có vẻ cá rất là nhiều nha các bạn. Thấy nó vùng và nó nổi nổi lên từ xa kìa. Nó vùng ngoặt kia luôn. Đây có những gốc cây lâu năm nhìn rất là đẹp, như cái cây này.
Cây này gốc, này gốc sung này các bạn. Rất là nhiều cây bonsai. Gốc rất là to luôn các bạn. Bên kia có người họ đang câu cá kìa các bạn. Cái đất nó lầy quá. Cái này cái sim rừng các bạn. Đây. Đây là hoa trà mây nè các bạn. Video của mình chỉ quay đơn giản vậy thôi nha các bạn. Vì mình đi một mình nên cũng không có ai đi theo nói chuyện cho vui á. Rồi tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem vui vẻ.